Xin chào cả nhà, hôm nay mình khai trương bộ dụng cụ dành cho học viên nhé mọi người. Bộ dụng cụ này thì khá hữu ích, đều có cả chân côn này, chân phanh và chân ga. Ngoài ra thì cái vô lăng của nó mọi người, khi đánh lái nhé, nó cũng đều là có cái ngưỡng kịch lái và trả lái lại bao nhiêu vòng, giống như cái vô lăng thật của mình ở ngoài. Cũng có tất cả các cái nút phím bấm như còi. Các dụng cụ bên cạnh như là phanh tay đều có nhé. Mọi người kéo thẳng lên này. Và khi hạ xuống mọi người bấm hạ xuống. Về phần số này cũng giống y như của mình thôi. Ép sang trái để lên số 1. Đẩy thẳng về vo. Ép sang trái đẩy xuống số 2. Đẩy thẳng lên số 3. Nhả về mo và kéo thẳng số 4. Ép sang phải để lên số 5. Rất là hữu ích. Và kéo thẳng xuống số đùi đây. Đấy. Chúc các bạn học tốt thì tốt nhé.